đấy. Thì hay có là phải vượt vượt đi. Đang dọn đồ nha mọi người nhé, dọn đồ ở chỗ khác, bên đây người ta đuổi đi rồi. Đây chơi tủ. Sau để người ta bị đuổi đi tới nhà yên á, giờ là ban rồi. Đây sang qua đây đang làm quán cà phê chưa xong, tàu nó năng lắm nhá các bạn. Bên đây thợ đang xây.